đang thấy đau đâu. Cách đêm một ngày thì có một bữa cách đêm thấy 12 giờ mà sáng hôm sau nó có nó đi liền rồi. Quay chị ra bạn cái đi chờ chị tí. Đi đều nha, nó đang gom, còn em không đi cũng không được đâu nha. Đi đều vậy để em đi đều. À mình đây. Không, không nhìn vui. Thích cười được không? Chị gì? Chứ bình thường em không xài tẩy trang luôn hả? Chứ không chị. Để hôm nay mua, bữa trước em chưa mua. Ừ, mua tẩy trang về xài nha. Không phải là do dùng thuốc nó xài nhưng mà kiểu da em nó dầu nhiều ấy. Em xài thì nó sẽ sạch hơn. Em chỉ có sữa rửa mặt với dưỡng ẩm với đường đen thôi. Riêng chán nó hết hết mụn rồi. Cái dưới má nó vẫn còn nhiều thôi chứ. Má nó còn mụn viêm. Ừ, má nó viêm nhiều chứ không biết. Hết mấy cái viêm mà nó là được không? Anh em còn quá trời luôn á. Là mấy cái viêm mà nó mới nổi đây luôn á hả? Mới, hơn tuần, gần, gần tuần. Hai bữa trước lấy về là bình thường là đúng không? Đúng rồi vậy. Không hiểu vì sao nó lại viêm này.
dịch người lên xíu kia.
thành bông khác đi em, bông mình nó cứng quá.
lúc nó chạy ấy thì không chị trước đi chơi. Bây giờ chưa hết nữa mà bao nhiêu.